Rồi, sang cây 320 một chút. Sang cây 321 người ta yêu cầu là tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để một cái hàm bậc 3 đồng biến trên đoạn từ 1 sang 4 đúng không? Ừ. Câu này để ý kỹ này Trung này. Câu này nhá, nó làm việc với gì Trung? Khoảng 1 4 là khoảng gì Trung? Có phải là con của r không? Vâng. Ừ, khoảng con của r nhá thì nhớ rằng là chúng ta không làm theo delta nhá, được chưa? Không làm theo delta, hiểu chưa? Không làm theo delta đâu. Được chưa? Chúng ta không làm theo delta mà chúng ta sẽ hoặc là cô lập m hoặc là dùng định lý so sánh nghiệm nhé Trung nhá, được chưa? Đấy, dùng hai cái ý tưởng đấy thì nó sẽ nhanh hơn nhiều nhé Trung nhá, được chưa? Để câu này mình tính đạo hàm qua trước giúp anh cái nào, y phải bằng bao nhiêu? X bình trừ 2 nhân m trừ 1 x. Ừ, trừ đi, đúng rồi, 2 nhân với m trừ 1 rồi nhân với x, tiếp đi trừ 4 m. Ok, trừ 4 m. Rồi, nào có nhận xét gì về cái con m ở đây, có phải đồng bậc không? M đồng bậc không? Vâng. Ờ, M bậc mấy? Bậc 1. Đúng rồi, M đồng bậc 1 đúng không? Thì làm gì? Phải cô lập không? Đúng cô lập chưa? Cái thằng kia. Ừ rồi, à, thế bây giờ yêu cầu bài toán là gì đây? Đồng biến hay gì? Ok không? Như vậy cái yêu cầu bài toán nào, hàm số đồng biến. Hàm số đồng biến thì y phải làm sao? Y phải làm sao? Lớn hơn lớn bằng không. Ừ, đúng rồi, với mọi x thuộc vào đâu thôi? Cái đoạn 1 đến 4. 1 đến 4 đúng không? Ok, như vậy tương đương. Nào y phải nhá, y phải thì copy cái từ bên trên xuống này. Đấy. Được chưa? Đấy, copy cái này từ trên xuống. Ok. Con này là cần phải lớn hơn bằng mấy? Bằng 0 đúng không? Nhưng mà nhớ là với mod x. Đấy, thuộc vào cái miền là từ 1 đến 4 thôi nhá. Ok chưa? Rồi, thế bây giờ bung ra. Bung ra để cô lập m đi, bung ra cô lập m cho nhanh. Nào x bình phương này trừ 2mx phải không? Đúng chưa? Cộng với được. 2x trừ đi gì? Trừ 4m. Đúng không? Lớn hơn bằng mấy? Lớn bằng 0. Không. Ừ ok, bây giờ dồn tất cả những cái con nào chứa m sang bên tay trái, còn không chứa m để sang phải. Nào, như vậy đặt cái m chung ra ngoài này thì trong ngoặc có phải là còn trừ 2x trừ 4 không? Được. Lớn hơn bằng nào tất cả cái con còn lại để sang phải. Trừ x bình phương. Gì nữa? Trừ 2. Đúng rồi, trừ 2x. Nó nhận xét một tí. Khi x của mình mà thuộc vào cái miền từ 1 đến 4 thì cái trừ 2x này, trừ 4 này của mình âm hay dương? Nhớ xét được không? Lấy cái máy tính bấm cho anh này. Ở trong cái mô 8 nhá, trong cái mô 8 ấy thì em nhập cho anh là trừ 2x. Đấy. Âm luôn. Âm luôn ấy gì? Ừ. Ừ đúng rồi, đấy chính xác đấy, âm đấy. Thì bắt đầu là 1 đúng không? Đấy kết thúc là 4 nhá. Bước nhảy thì là để 0.5 chẳng hạn nhá. Đấy, thì mình để ý ở bên tay phải này, em thấy không? Còn âm đúng không? Đấy. Ok không? Đấy, nhớ là cái con này này. Cái con này. Mình phải xét cái này cẩn thận nhé Trung nhé. Ok không? Cái con này là con luôn âm. Đúng chưa? Thế con này là con luôn âm thì mình chia xuống mình phải làm sao? Mình phải đổi chiều đúng không? Đấy. Có đúng không? Vâng. Ừ. Trừ x bình trừ 2x. Đúng không? Trên gì đây? Trừ 2x trừ 4 đúng không? Đúng chưa? Với mọi x thuộc vào cái miền là từ 1 đến mấy thôi? 1 đến 4. Đúng chưa? Nhỏ hơn hoặc bằng thì anh em mình chỉ cần chọn hơn. Nhỏ hơn gì đâu anh? Giá trị gì? Giá trị nhỏ nhất đó. Đúng không? Nhỏ nhất đúng không? Có gì đâu. Trừ x bình trừ 2x đúng không? Trên trừ 2x trừ 4 đúng chưa? Nhỏ hơn thì chọn hơn thành nhỏ nhất nhé. Là được không? Đúng không? Đấy, với mọi x thuộc vào cái miền là từ 1 đến 4. Ok xong. Lấy Casio bấm thôi. Được chưa? Lấy Casio nhập hàm thôi. Đây nhập cái hàm này của mình vào là trừ đi đây Trung, trừ đi x bình phương đúng không? Đấy, trừ đi 2x này đúng chưa? Trên trừ 2x trừ 4 đúng không? Đúng không Trung? Vâng. Bắt đầu là 1 này, kết thúc là 4 này. Bước nhảy để cho anh là lấy số cuối trừ số đầu chia 40 nhé. Tiêu chuẩn là như vậy, 4 trừ đi 1 rồi chia cho 40 bằng ok. Tìm cho anh giá trị nhỏ nhất nhé. 0.5 à? 0.5 luôn. Đấy, 0.5 không? Con này càng tăng này. Chú được Casio xem phải 0.5 không? Hình như càng ngày càng tăng chú ạ. 0.5 nhé. Được chưa? Mình đọc ở cột FX này này, đúng không? Được chưa? Ok, rồi như vậy tương đương thôi. M nhỏ hơn hoặc bằng
1 phần 2, 0.5 là 1 phần 2. Xong rồi. Rồi ok. Ý lại ý chung. Ok không chung? Được. Ok, duyệt chưa? Được. Ok. Chốt con form này chưa? Đấy. À, anh làm luôn câu 203 đi. 203 từng dạng không? Câu 203 là cái khác. 203 là cái khác. Để khi nào? Rồi ok, anh sẽ xem nào. Rồi, đồ thị nào như hình vẽ bên đúng không? Ừ. Đồ thị nào như hình vẽ bên? Ok. Ờ, câu này đọc đồ thị một chút xíu. Rồi ok, cái con này mình đọc qua cái tiệm cận trước đi chú. Nhá, mình nhìn vào cái hàm số ban đầu này. Thì con này nó có cái tiệm cận là đứng là x bằng mấy? X bằng âm 2 đúng không? Để mình nhìn qua vào cái đáp án này này. Nếu mình phải tưởng tượng được điều đấy đúng không? Được không? Được. Mình nhìn là x bằng âm 2 không chú? Được. Ờ, con này anh cho sang bên kia nhá. Rồi, đây. Mình nhìn vào cái mẫu này, nó chỉ có là âm 2 thôi nên là chắc chắn là cái chỗ này này. Nó là âm 2 luôn. Đấy, cái chỗ này nó là mấy hả chúng? Đấy, 2 không? Được. Ok. Rồi, thế thì tiệm cận đứng. Tiệm cận đứng nha. Tiệm cận đứng là x nó bằng âm 2. Đúng chưa? Vậy loại A chưa chung? Rồi rồi. Ừ, rồi tiếp đi chung. Tiếp nào. Tiếp, tiếp nào, tiếp, 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 tiếp. Nào, tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang là y bằng mấy? Y bằng 2. Đúng rồi, y bằng 2. Có loại được con nào không? Hiện tại thì chưa loại được con nào, đúng không? Những cái con còn lại đều có tiệm cận ngang y bằng 2 hết, đúng không? Không có loại được con nào cả. Nhìn tiếp này. Nhìn tiếp nha. Ờ, cái đồ thị này. Cái đồ thị này nó... nó... cái đồ thị này nó chỉ có miền gì thôi? Nó chỉ có miền dương này. Có công nhận điều đấy không? Nó chỉ có miền dương. Và nó lại không có tính chất đối xứng qua trục OI đúng không? Thế nào là dạng mấy? Đồ thị chỉ có miền dương mà không có tính chất đối xứng qua trục OI là dạng mấy? Là chỉ đối hết được hay? Ờ, là chỉ đối dạng 1 đúng không? Là chỉ đối dạng 1. Như vậy thực tế ra ấy, cái nhánh này này chung này. Nhá, anh tô màu cái nhánh màu vàng này chung này. Chung có thấy cái nhánh màu vàng này không? Ừ. Ok, cái nét này hơi to, anh cho bé đi một chút nhá. Đây. Có thấy cái nét này không chung? Đấy, thì thực tế là cái nhánh này á, nó không phải như thế đâu. Mà nó đi như này chung này. Nó phải thế này. Chung hiểu không? Rồi. Đó, đấy, nhìn ra chưa? Nhìn ra chưa? Rồi, ok, đấy, ok không? Vậy chắc chắn nó là ý nào rồi? Ý C. Ok, chắc chắn nó là ý C. Đấy, bắt được ngay đúng không? Đấy, bắt được ý C. Ok. Nhìn ra chung, ok không? Đúng, rồi. Còn câu nào không? Em biết là đế 221 rồi. Ừ, ok nhá. Ừ, mắc đâu thì cứ bảo anh. Ok. Ok. Nhá.